Hello, chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với kênh YouTube của Cuộc Sống Số ha. Thì trong video lần này thì mình sẽ vui họp cho các bạn xem một cái sản phẩm dành cho anh em nào đi phượt, đi cái quãng đường dài, thường xuyên chạy xe. Các anh em chạy xe công nghệ hoặc là những phượt thủ sẽ có thể sử dụng được cái món phụ kiện này. Phụ kiện này khá đơn giản và mình thấy khá là hay. Đó, mà mình đã mua 4-5 cái, một số cái mình gắn cho xe của mình, một số cái mình tặng cho cậu chú gì của mình đó, tặng cho người cái đây đó, đó là cái này thì giá của nó rất là rẻ thôi các bạn, chỉ tầm 6 đến tầm 10 ngàn đổ lại cho một cái sản phẩm như thế này thôi, cực kỳ rẻ luôn mà nó hoạt động đơn giản hiệu quả đó. Và mình sẽ mở thử cho các bạn, rất là rẻ nên mình mua nhiều cái mình để dành xài trong nhà mình cũng một hai chiếc rẻ là mình mua luôn, mua để tiền ship nó giảm đó các bạn. Đây nè, đó có cái chữ, có cái logo hiệu của Monster nè. Ở trong thì thiết kế cũng rất đơn giản thôi, nó chỉ có một cái miếng nhựa như thế này thôi, đó, nhựa thế này thôi. Ở trong thì các bạn thấy là có những cái khía này để chúng ta khi mà chồng vào cái tay tay côn á, thì nó sẽ giữ lại. Đây, đó, một sản phẩm rất là rẻ nhưng mà vẫn có bao bì hẳn hoi, chứ không phải là mỗi có cái cục này không nha, vẫn có bao bì hẳn hoi ha. À, xịn sò mấy ngàn cái bao bì này hết cũng mấy ngàn. Đây, thiết kế nó đơn giản thôi, thì cái này chồng vào thì có thể là nó hơi cứng, hơi khó chồng tí, nhưng mà khi chồng vào thì nó sẽ rất là cứng ha. Thì cái này hoạt động thế nào, cái này gọi là trợ lực tay ga. Bình thường thì các bạn sẽ cầm vào cái tay như thế này, cái tay ga các bạn lên ga như thế này, thì cái lực chúng ta sẽ chịu ở đây. Và nếu các bạn chạy trong khoảng thời gian ngắn thì đó không phải là vấn đề, tuy nhiên thì các bạn chạy trong một khoảng thời gian dài, cái đoạn đường rất là dài, các phượt thủ hoặc là anh em chạy xe công nghệ thì chạy một ngày quãng đường rất là dài, cái việc mà lên ga thế này thì nó rất gây, nó mỏi tay ở phần này hoặc là ở phần này chúng ta bị chầm xiết nhiều quá. Thì cái này nó sinh ra là để hỗ trợ cái chúng ta lên ga. Đây bên đây nó có cái phần này, khi chồng vào thì nó sẽ như này. Rồi, cái tay ga chồng như thế này, và cái phần cong này á thì nó ôm vô cái phần này của chúng ta, nó ôm vô cái phần này đây, nó ôm vô đây, nó ôm như thế này. Đây, chúng ta đẩy nhẹ, chúng ta khi lên ga thì cái này nó, cái tay chúng ta sẽ đè cái này xuống đó, thì nó sẽ giảm bớt cái lực mà khi chúng ta dặn ga đó, thì nó sẽ nhẹ hơn một tí. Và khi các bạn giữ ga thì cái này, cái má tay này các bạn sẽ tì vào đây, nó sẽ đè xuống phụ các bạn thì nó nhẹ hơn rất là nhiều, và các bạn chạy đường xa sẽ cái tay đỡ mỏi hơn. Cái này thì cực kỳ hiệu quả nha, rất là nhiều anh em mua cái sản phẩm này á, và có những cái comment, những cái feedback phản hồi rất là tốt, chạy rất là đỡ mỏi tay. Thì lát nữa mình sẽ xuống mình gắn thử vô xe của mình ha, cho các bạn xem luôn, rất là rẻ luôn. Mình mua hẳn 5 cái luôn các bạn. Đây, nếu các bạn muốn mua sản phẩm này thì mình link link của mình để phần mô tả video, các bạn click vào đó. Thì trong cái link đó thì có rất là nhiều mẫu thì các bạn có thể lựa ha. Thì cái mẫu này là rẻ nhất, chỉ có đâu đó 10 ngàn, 12 ngàn hoặc là rẻ hơn thôi. Đó, rất là rẻ luôn. Thì mình sẽ gắn thử nha. Đây, và đây là cái trợ lực sau khi mình đã gắn xong rồi nè, thì nó sẽ như thế này. Đó. Nó ốp theo cái tay ga thế này. Cái này các bạn tùy chỉnh độ cao được nha, thấp hay cao tùy bạn. Thì sau khi gắn này là các bạn sẽ cảm thấy ngay cái sự khác biệt khi các bạn mà chạy lên ga, thì ga các bạn rất là nhẹ luôn đó, nó chỉ hoạt động đơn giản thôi, nhưng mà khi các bạn chạy, các bạn sẽ cảm nhận được cái sự mà thay đổi rất là lớn của nó đó. Ga các bạn lên rất là nhẹ luôn, không có bị nặng như mình chạy nhẹ hơn phân nửa so với bình thường, ga rất là nhẹ, các bạn chạy đường dài rất là thoải mái luôn.